Ai mà hay than qua Nhật ăn sushi với lại mì ngán quá thì nhất định phải coi clip này của tôi nha. Saizeriya là một chuỗi nhà hàng món Ý kiểu Nhật, tức là món Ý mà được chế biến theo kiểu Nhật. Tôi sẽ điểm qua một vài món mà tôi rất là hay gọi để cho mọi người tham khảo thử nha. Bánh mì ở đây loại nào cũng ngon hết, kết hợp với cái súp bí đỏ này là các bạn nhỏ rất là thích nè. Thật sự mà đi chơi xa, cái việc ăn uống của mấy bạn nhỏ mới là vấn đề, nhất là đi Nhật. Nhưng mà ở đây á thì mọi người yên tâm nha, rất là nhiều món các bạn nhỏ có thể ăn được. Pizza với spaghetti ở đây thì mọi người cứ yên tâm, thích gọi loại nào cũng được hết, tại vì đa số loại nào cũng ngon. Y mà tính ra là người Nhật có một cái hay là họ có thể biến tấu các món ăn trở thành một cái phiên bản kiểu như là có vẻ, tôi nói là nhấn mạnh là có vẻ hơn nha, healthy và đỡ mập hơn á. Thêm vào đó là bên cạnh các món ăn lúc nào cũng có ghi chú thêm cái lượng calo, cho nên là những ai mà đang giảm cân thì cũng có thể dễ dàng kiểm soát được cân nặng của mình nếu kiểm soát được cái miệng. Tôi chỉ là không rồi đó. Tôi recommend cái món salad tôm này cho các bạn nhỏ nha. Cái ông nhỏ nhà tôi là ông không thích ăn rau cũng không thích ăn tôm, nhưng mà món này thì ông thích, lạ không? Đây là bánh mì phủ quế, ngon thì quên lối về rồi đó, nhưng mà mập hay không thì tôi không có biết rồi nha. Đừng có ai phán xét tôi khi tôi nói tôi giảm cân mà tôi lại ăn cái món nuôi phủ phô mai béo ngậy này nha. Ngon nha. Bánh mì bơ tỏi cũng rất là ngon, cái bơ tỏi này tôi nghĩ lại rồi, không, cái quán này không phải là một cái quán thích hợp để giảm cân, tại vì những cái món ăn nhìn có vẻ vậy thôi chứ nó rất là mập, tại vì nó gây ghiền, mà ghiền thì ăn nhiều, mà ăn nhiều thì mập vậy đó. À, tôi nói thì nói vậy thôi chứ mọi người nhất định nên gọi món này nha, ngon á. Thịt xiên nướng là món mới nên tôi ngựa gọi ăn thử xem sao. Tôi ăn thử tôi thấy nó vẫn juicy và cái vị khá là ngon, và khi chấm thêm cái muối á thì cái vị lại thay đổi nữa. Ngon luôn. Tôi tính nói là mỗi lần tôi tới tiệm này nhất định tôi phải ăn món này, nhưng mà nghĩ lại thì nãy giờ món nào tôi cũng nói vậy hết trơn á. Thật là một người thiếu nghị lực. Linh hồn của cái món này là cái lớp hành tây ở phía trên đó mọi người. Không biết là làm kiểu gì mà ngon lắm kìa, kiểu như ăn rất là fresh á, làm cho mình không thấy ngán. Còn đây mới là món của tôi nè. Cái ông này ông thấy tôi quay á, cho nên là ông làm màu làm mè, ông cắt hoài không xong. Cái miếng gà tẩm ướp vừa phải xong mà chiên giòn lên rồi kết hợp với cái lớp hành tây này nè, nó tạo thành một cái vị làm sao á, nhưng mà rất là ngon, mọi người nên thử món này nha. Nhưng mà không có cần chấm đâu mọi người, tôi chấm để làm màu vậy thôi chứ thực ra là ăn không ngon hơn luôn á. Nói làm sao ta, kiểu như là lần nào tới đây tôi còn phải ăn cái tiramisu này á, rồi cái kem chanh này á. Tiramisu thì tôi ăn trong một nốt nhạc không kịp quay gì luôn, còn kem chanh này thì nó có cái vị chua chua và rất là thơm, kiểu như gây ghiền. Còn đây là món kem dẻo, kiểu như là mình sẽ khuấy tròn nó lên thành một cái lớp dẻo như vậy nè, ăn chung với cái coffee jelly bên cạnh. Nói chung là cái nào cũng có vị ngon của nó hết, và hầu như tôi gọi gần hết cái menu dessert luôn á. Ngoài tính tiền thì có một cái rổ để bán mấy cái loại gia vị này nè, ai mà mê cái vị gì thì có thể mua nó về. Rồi đó, đi Nhật không có thay ăn mì với sushi chán quá nữa nha.